Trời ơi. Ui là trời em. Cái nhà ơi. Đã chưa? Sao hay quá vậy? Sao anh hay quá vậy? Trời ơi. Gình nãy giờ đó cái nhà. Ôi là chèn bên này ơi. Này là cuộn cặp ếch nữa. Cặp ếch đây nè, rắn kêu. Cá, cua, ếch gì rồi gắn gì quá khứ thôi. Để đây tắt cái đèn lại cái nhà. Không có mang theo đồ đựng ếch với cái túi đựng ếch với ai đồ ở nhà. Cho nên đầy bỏ vô vô cái cặp. Bỏ vô cặp cái nhà. Bỏ vô rồi. Nó ra được không? Không, ý là chút anh bắt nó ra được không? Ếch bỏ vô luôn. Để nha. Thôi con ếch bỏ thùng đi. Bỏ thùng thôi, đầy cua kẹp nó ngọt. Bỏ vô. Sao mà đi bác đúng không? Rồi đi chào cả nhà nha. Bây giờ sớm á, cũng như rồi sớm này nói với nhà là này rõ cái này rồi. Giờ trời cũng có cá và ốc, nhưng mà bằng ngày vẫn có cua ra nha cả nhà. Nhưng đến nay á, thì đã đến nơi rồi, sau lưng này là cái đường xuống đi sau thôi. Đây là cái một cái hầm vô đi qua cả nhà. Thì tối nay thì thầy mình chúc cả nhà buổi tối hôm nay là gia đình phúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an. Rồi cảm ơn cả nhà đồng hành cùng đây cho cô đêm nay nha. Giờ sớm để chạy cũng đủ ăn buổi chiều cả nhà. Giờ đến đây thì đi sập cua. Mới vừa bước xuống đây thì đây phát hiện được con ếch nó nhảy cả nhà. Nhảy xuống một cái hố nên mà nó chui vô gặm làm tim mà con thấy. Nên mình chút xíu nữa rồi đây soi. Để trên đường soi bắt được cái gì thì hình lại chỗ nhà xem nha. Rồi cả nhà đồng hành cùng đây đi sập cua cả nhà. Đi xuống thì nước nó hơi đục. Còn đi ngược lại á, nước nó trong cá thì cá. Rồi. Trời. Tự nhiên cá lóc vậy. Giờ cá trắng rồi nè. Sớm này trời đây nè, dính một mớ cá này cái nè. Dài cái nè. Cua. Con đầu tiên. Đó. Nay đầy kèm kèm theo nước đây cái nhà ơi. Đi để khác lắm. Cua đấy, cua kìa, kia, bỏ kìa. Ủa, cái gì vậy? Rất nhiều quá. Ôi, thấy cua rồi, ủ quá. Chui vô mấy cái đá. Nè. Thank you.
ai góc buồn rồi. Cá điểm lên trong dữ. Cái này cua còn hơi sớm nha cái nhà. Kìa cái trắng trước kìa. Kìa thấy không? Kìa 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 kìa. Ấy, ếch ếch. Nè. Ếch con. Ếch con này cả nhà. Đó. Để thả nha. Ủa. Ở đường này có ếch nha. Có cua bự lắm kìa. Kìa, kìa cua bự nè. Trời trời, cua bự cái ham thả nó không hết kìa. Kìa cua bự rồi. Quay cho nhà xem. Đó, nằm dưới cái đá đó. Đục nước lại đó. Thấy thấy, lần nha. Đó, đó, đó. Trời ơi. Cua. Cua kình. Cua. À. Cái nhà. Có cái này, một cái con. Cái gì đá. Là khó bắt. Cua. Cua em hay lắm. Nước cũng hay lắm. Cầm cái đá kìa, dưới cái tay đó. Cái cà mau, cá cà mau này. Nhá. Quên cá rồi. Thế nào, đúng không? Không thấy được đâu. Hả? Cá đó, cá đó, cá đó. Để anh chụp nè. Ôi. Cá mà chụp. Hai tay sao không có tay dưới. Thôi giờ cứ bắt luôn cái nhà. Chứ đừng quay từ con chó nhà xem lâu lắm. Cứ gặp cua là bắt. Ê, còn cá lóc ẩm. Cá lóc ẩm. Cũng có bắt được đâu. Thì từ từ từ, cái gì em cầm cái thùng anh bắt. Nè nè nè, cầm không có cầm thùng ấy. Cầm thùng ấy. Cá lóc ẩm. Em à, dính nè, thì cá là dính nè. Từ 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 từ. Ủa nó chạy lâu rồi. Chạy lâu rồi. Nước sâu quá. Đây. Có một lắm. Trời. Trời có cá lắm. Có đất bình tay nè cả nhà. Đây đầy quải cặp này đây không xuống bắt được. Đứa thùng anh. Quá. Nước sâu nè, đi nét trên nè, cua nè, cua kìa. À, đúng nè. Bắt đi. Ây da. Ây da. Trời ơi. Kìa, cua kìa, cua kìa. Từ từ từ, nước ngập lắm. Vậy mà nói cạn. Có đâu đi qua hết chỗ này là cản rồi. Đi từ từ xuống. Nó trong trong gheo luôn kìa. Nó quay thấy đấy luôn nè, quay cái nhà xem. Nó trong đó, trong thấy đấy luôn. Với cái đèn của đầy cái nhà nước trong là độ sâu dưới là nhìn thấy luôn nha. Xa lắm. Cái đèn này tháng nên cái việc thu cua rất là hiệu quả. Thì cá thấy cá luôn thôi. Đó, cá trắng đó. Cá gì cá trắng xương xanh đó.
cái trắng gì xanh xanh mấy xanh gì nè, nhóc cá này thôi. Đó nhầm dưới. Cua kìa. Ai da. Cái cua này nhiều cua lắm. Này. Ôi chạy hết con. Cá kia đó kìa. Cái kia nhỏ ha. Cái kia này. Ồ. Cua này em gì đá. Nè, nè, đang bò nè. Đâu? Đó. Trời ơi, nhiễm sao vậy? Cua đá nha. Cua đá nó mềm, cua là mềm. Thả đây. Nó mềm á. Đó. Mình không có đèn mà mình còn thấy. Mềm, mềm, nó kẹp. Mềm cua chứ mà. Cái gì? Cóc gì? Cặp đâu mẹ cổng con. Ờ, quay đèn anh chói á. Đó. Dở máy kìa. Mẹ bồng con. Rồi. Cua cua nè, để chút xíu đi cho nó cua nhiều, quay tiếp cho nhà xem, tại vì chút xíu nó đi dài dưới đó, rồi đi lên á cua mới nhiều, chứ giờ đi đục nước quá quay không thấy đâu cả nhà. À, được bao nhiêu nè, cua bự không ha. Cái gì, cái chà bầu xuống nhiều mấy con rồi nè. À. Cái lóc quá. Không phải, cái chà bầu. À, mấy con nè. Có tiêu. Ừ. Trời ơi, đã vậy. Đã cả nhà. Dính cực cái lóc. Trời ơi, đầy mình đầy hay ta. À. Thì ta không bắt dính được cái lóc này cả nhà. Hồi nãy con câu kia bự hơn này nhiều nên mà bắt không được. Chui vô cái đá, còn này đó. Để chụp vuột hết lần. Lần hai bắt dính nha. Đã quá kìa.
Đủ ăn. Đi cái đất bằng. Quá dễ. Nhờ em cầm thùng giùm anh mới bắt được. Quá ghê ha. Quá hay luôn. Siêu siêu. Gì vậy? Từ từ. Hổ con cua. Chập bá. Thấy không? Không. À. Chập. Dồi ôi trời. Hàng cua khổng. Ở đây thưa cua thiệt mà nhưng mà cua bự nha cái nhà. Trời ơi. Là phẩm của đây. Còn nữa, còn cho nữa, còn còn nữa. Ngại nó bắt con ngại. Không phải đâu. Tại đây bắt từ từ ở chỗ nhà xem á. Chứ chụp lẹ thì đó là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà quay từ từ cho nhà xem. Cua đồng như thế nào, bò bằng đêm như thế nào đó. Cái nhà xem gõ nét dễ hơn. Thưa cua thiệt mà cua nấu lấy chính đáng. Cua bự luôn à. Cuối đường hả? Cá lớn hơn vậy rồi. Chút xíu đừng có vài phút. Kìa, cô bự không phải mau. Lẻ. Cái mò nhắm nó vậy? Ừ, cua thì tanh không à. Có ham chứ giờ sớm á cua nó ra hơi trễ. Chút mình còn đi lên nữa mà. Ủa, cái đường này nước nhiều ta. Ở chút có ếch kìa. Không, trống, cầm mắt ếch.
sớm đi chài tới đâu vậy? Chài có khúc chỗ hả? Ừ. Nhiều quá, cua bò lẹ ghê luôn. Con này sớm anh đi tới đây là anh biết con này đang chài nữa rồi, con này nước nhiều rồi. Anh đi tới đây đâu? Thì đi cho biết đi, mai mốt đi. Đầy ra chút cái bắt cá không mua nằm ở đây nữa buôn nữa còn hai nó con được không cá này chắc chạy à. Nè nè nè. Nè nè. Bỏ vô. Chưa chưa. Cua nè. Đục nước không thấy nha. Cái này hết con. Em đi từ từ chỗ đó đi. Dắt đó đi. Đây dài nha. Đi trước nó đục nước. Từ từ thôi. Hai con cá lóc luôn trời. Dữ quá. Kìa cái chê hai cặp cá chê luôn kìa. Hết cá lóc cái chê hả? Chỗ nha, ớt. Ớt ớt. Trời ơi. Ui. Ui là trời. Cái nhà ơi. Đã chưa? Còn cặp cái chê vô lót nè. Cái lóc mà thấy ếch. Vụt hai con ếch. Ê vụt hai con cá chê biết bự luôn cái nhà. Cuối cùng bắt được con ếch nữa. Vụt hai con cá lóc. Còn lên cặp cái chê vô đây nữa nè. Cái chê nhỏ. Ui cái ếch này à. Đây đây bắt cái nhà ơi. Đã. Quá trời con ếch. Trời ơi, mừng. Rất mừng nha cả nhà. Đầy rất mừng á. Trời ơi trời. Được con ếch nữa rồi. Mới sao không? Nó lặn á, nó lặn hụt hụt á, anh chụp ngang luôn dính luôn á. Nó lặn lượt với mấy cái chê á. Ếch đồng luôn nè, nhà nghế luôn nè. Nè. Cả khi ếch đồng luôn. Trời. Đâu rồi, thấy cặp cái chê đâu. Ây da. Ây da. Ây da. Cái gì vậy? Cua. Tiêu rồi. Trẻ tiêu hết rồi. Bự không? Cua. Cá nữa.
lẹ. Ghê, nước trong nhìn đẹp không? Cùi sạch trơn luôn. Hả? Bắt. Thì từ từ bắt, quay cho nhà xem đi. Rồi. Nó nước trong của sạch trơn vậy nè. Thế hàm mới đã được ớt thế này. Thế nào được người ra cũng có rồi. Với ớt, cá lóc với cá chê luôn. Bậu quá trời luôn. Con cá lóc, hai con ruột luôn. Là chú một con nữa. Cua cặp hả? Cua cái đau á. Nguyên cặp hả? Ừ. Cua cặp, cặp cua. Ừ. Cua biết bự. Nó cái bụi gặp gặp này, cái bát nó dựa lại nó chốt. Trời, con tóc rất bự luôn, tưởng ớt kìa. Ớt đâu ớt hoài. Ớt ớt. Trời, cái chế tay. Sao sao? Cái chế gì? Ê, cái chế. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Thôi thả đi. Ê, cái chế thả. Thả đi xô á. Con ớt kìa, con cóc quá. Bắt được con ớt, cái ớt của hoài. Cái con cóc, cái thủ. Đó. Quay cái cóc không? Không thấy. Cua kìa, cua nè. Để nhặt cỏ con cóc cua. Hồi nãy đi. Y như ghẹ vậy ha. Lấy đánh đưa thùng đấy. Ớt 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 ớt. Đưa thùng đấy. Cầm đi, cầm đi. Cầm đi. Tiêu. Từ từ, bỏ không lấy đẩy nữa. Nhảy lên tới trên rồi. Em có nhảy lên trên chưa? Chắc không, ý là nghĩ nhảy lên tới trên thôi. Thấy hả? Thấy ớt rõ ràng hả? Ớt bự lắm, ớt bỏ lắm. Bỏ mà, ớt lên bỏ. Thì tới chê góc kìa. Đó, 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 không? Thì tưởng mắt hả? Con ớt biết bự không trời. Bỏ quá, lâu lên nổi đâu.
thấy ta. Chụp chụp cái vò. Ê, ê, trời ơi, cái con gì nó mới ớt á. Nó mới luôn có cái chân. Bự không? Có cảm giác đụng mạnh mà. Thiết có tình cho. Từ từ từ, tiếp tục đi. Cá gì đó. Cá hết rồi. Cá lóc có biết bự một chút không? Vì là nãy lùa vô em chừng cá lóc á. Cá hay kia. Gì á? Mất tiêu nữa hả? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi.
ơi, sao hay quá vậy? Xanh hay quá vậy? Trời ơi. Kình nãy giờ đó cái nhà. Ui là chèn bên này ơi. Này là còn cặp ếch nữa, cặp ếch đây nè, lẳng tiêu. Cá, cua, ếch gì rồi gắn gì quá khứ thôi. Trời ơi. Để tắt cái đèn lại cái nhà. Gõ không? Hả? Ừ. Thấy gõ không? Đợi em xíu, rồi. Nè, ngắn nước nè. Cái nhà. Sao bữa nay cá, rồi gắn, rồi cua, rồi ếch. Ôi trời. À, cặp ếch này bự lắm. Nên đầy lại á, phóng xuống một chủng. Rồi con mình mé bánh nhảy xuống luôn. Rồi tại đi tới dạch cái bụi rác ra, thấy con gắn này nè, nó hụt cũng đặn. Rồi trong lúc đó thời gian lúc đó thầy cũng kêu vợ này mở cái quay đi. Rồi đầy gình để nó nổi đầu lên á, rồi đầy chụp này dính rồi cả nhà. Rất bự lắm. Gắn nước nha nhà, gắn này không có độc nha. Gắn này không có độc nên đầy mới chụp bắt thôi. Cái nhà đừng làm theo nha cả nhà. Nói chung soi ban đêm này á, nếu mà biết nhìn gắn á, thì còn chụp được nha cả nhà, còn không biết nhìn gắn á, đừng nên chụp nha. Đầy cũng khuyến cáo cả nhà đừng làm theo nha. Giờ cầm này chút lấy đầu cột đầu lại. Cột cái miệng lại nha cả nhà. Lấy đầu cột miệng lại. Chơi để nó bò. Đó này nè. Xanh hay quá vậy. Thì bây giờ á thầy sẽ lên lộ lấy xe. Và đánh vòng ngoài quanh kia cả nhà ơi. Vòng quanh kia bắt chặn lại. Nè. Hai ếch mới vụt cái này nữa cả nhà, dế vụt bên kia con nữa. Đã cả nhà. Bây giờ ra lấy xe đi bắt cái chặn cái hướng lên nha cả nhà, chứ đi xuôi nước á nó bị đục nước khó bắt nên đầy để đánh vòng ngược lại. Giờ địa điểm đánh vòng ngược lại. Ở cái nhà đợi máy nha, còn nữa nha. Đợi máy đầy còn đi bắt tiếp nữa. Đó nha. Đầy không có mang theo đồ đựng ếch với cái túi đựng ếch với ai đồ ở nhà, cho nên đầy bỏ vô cái cặp. Bỏ vô cặp cái nhà. Bỏ được. Vô rồi. Nó không ra được không? Không, ý là chút anh bắt nó ra được không? Ếch bỏ vô luôn. Đợi nha. Thôi con ếch bỏ thùng đi. Bỏ thùng thôi, đầy cua kẹp nó ngọt. Đó. Bỏ vô. Gì đó. Thôi. Nếu mà bỏ vô thùng thì sao mà đi bắt, đúng không? Rồi giờ tiến hành thì đầy sẽ đi lại cái đầu nguồn dưới, bắt ngược lên nha cái nhà, chứ bắt ngược xuống thì nước đục quá. Là tắm được nhiêu đây nè cái nhà, tầm cỡ 2 ký cua, trên 2 ký cua, với được mấy con cá lóc. Và được thêm con gắn nước và con ếch nha cả nhà. Đó, bữa nay mà nếu mà đầy không bắt vuột mấy con cá lóc với mấy con ếch nữa là bữa nay đầy trúng mánh luôn đó cả nhà. Cua thì ít chứ nhưng cá với ếch nhiều. Nhưng mà bắt được cũng con ếch một à. Với gắn nước với được 2 ký cua. Với được mấy cá lóc nữa. Đó, tầm gì thì
Nói chung vừa bữa nay vậy là cũng trúng mánh này cả nhà. Nhưng giờ này nói chung đó thì thôi cũng đầy, cũng lên lấy xe đi thôi cả nhà ơi. Chứ đi cái đường nhỏ quá, đầy quả cái bình đó quá nặng, cho nên mới đường nhỏ đầy khum bắt cua rất là khó. Đây cũng cảm ơn cả nhà đồng hành cùng đầy số cua hôm nay. Đây cũng mình chúc cả nhà buổi tối an lành, thật nhiều sức khỏe cả nhà. Thì đến lúc thì đây cũng các video lại và cái buổi sân bắt hôm nay. Rồi đây cũng hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo sân bắt cả nhà. Cả nhà xem nha, hay cho đầy xin một like và được đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần đầy để làm video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nha.